Thói quen là yếu tố quan trọng trong việc đạt được thành công bền vững. Dưới đây là một số thói quen tốt có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình một cách bền vững. 1. Lập kế hoạch hàng ngày, dành thời gian mỗi ngày để lập kế hoạch cho công việc và mục tiêu của bạn. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian và tập trung vào những việc quan trọng nhất. 2. Tập thể dục đều đặn, lập thói quen tập thể dục hàng ngày để giữ cho cơ thể và tinh thần luôn khỏe mạnh. Sự khỏe mạnh là nền tảng quan trọng để đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. 3 học hỏi liên tục, đọc sách, nghe podcast hoặc tham gia các khóa học để không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn. Sự học hỏi liên tục giúp bạn phát triển và tiến xa hơn trong sự nghiệp và cuộc sống. 4. Quản lý thời gian hiệu quả. Hãy học cách ưu tiên và quản lý thời gian hiệu quả. Sử dụng các công cụ như lịch và danh sách công việc để đảm bảo bạn sử dụng thời gian một cách có ý nghĩa và hiệu quả. 5. Thực hiện hành động, đừng chỉ nói mà không làm. Hãy đặt mục tiêu và thực hiện hành động cụ thể để đạt được chúng. Hành động là yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công. 6. Xây dựng mối quan hệ tích cực, giao tiếp và tương tác với những người tích cực và ủng hộ để tạo ra một môi trường tích cực và động viên cho bạn. 7. Tự chăm sóc bản thân. Hãy dành thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là chìa khóa để thành công bền vững. Những thói quen này, khi thực hiện một cách nhất quán và kiên định, sẽ giúp bạn phát triển và đạt được thành công bền vững trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Câu chuyện về Jack Ma, người sáng lập và chủ tịch của tập đoàn Alibaba, là một ví dụ xuất sắc về việc đạt được thành công bền vững nhờ vào các thói quen đáng học hỏi. Jack Ma, ban đầu là một giáo viên tiếng Anh ở Trung Quốc, đã trải qua nhiều thất bại trước khi thành công với Alibaba. Một trong những yếu tố quan trọng giúp anh đạt được thành công lớn là các thói quen sau. 1. Kiên nhẫn và sự kiên trì. Jack Ma đã trải qua hàng trăm lần thất bại trước khi thành công với Alibaba. Anh không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình dù gặp phải nhiều thử thách và khó khăn. 2. Tự học hỏi và phát triển, dù không có nền tảng kỹ thuật, Jack Ma tự học lập trình và các kỹ năng công nghệ thông tin khác để xây dựng và phát triển Alibaba. 3. Sự sẵn lòng chấp nhận rủi ro, Jack Ma luôn sẵn lòng đối mặt với rủi ro và thử nghiệm những ý tưởng mới. Anh không ngần ngại đầu tư thời gian và tiền bạc vào các dự án mạo hiểm mà anh tin là có tiềm năng. 4. Tinh thần sáng tạo và sự đổi mới, Alibaba không chỉ là một trang web thương mại điện tử mà còn là một hệ sinh thái kinh doanh toàn cầu với nhiều dịch vụ và sản phẩm đa dạng. Jack Ma luôn khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong công ty của mình. 5. Quản lý thời gian hiệu quả, Jack Ma là một người rất hiểu biết về cách quản lý thời gian và ưu tiên công việc. Anh biết cách phân chia thời gian để tập trung vào những việc quan trọng và ảnh hưởng nhất đối với sự phát triển của công ty. Những thói quen này đã giúp Jack Ma vượt qua những khó khăn và thách thức để đạt được thành công to lớn với Alibaba và trở thành một trong những doanh nhân hàng đầu thế giới. Câu chuyện của ông là một nguồn cảm hứng lớn cho những người khác, khuyến khích họ áp dụng các thói quen tích cực trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Hãy tiếp tục với một số thói quen khác mà Jack Ma thường áp dụng và có thể làm mẫu cho sự thành công bền vững. 6. Xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ, Jack Ma luôn coi trọng việc xây dựng mối quan hệ và kết nối với những người có ảnh hưởng anh hiểu rằng một mạng lưới mối quan hệ đồng cảm và hỗ trợ có thể giúp anh đạt được những mục tiêu lớn hơn. 7. Tôn trọng và truyền cảm hứng Jack Ma luôn tôn trọng và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Anh thường khuyến khích đội ngũ của mình và các nhà đầu tư bằng cách chia sẻ tri chi thức và kinh nghiệm của mình. 8. Khả năng thích nghi và linh hoạt Trong môi trường kinh doanh luôn biến động, Jack Ma có khả năng thích nghi và linh hoạt. Anh không ngừng tìm kiếm cơ hội mới và thích ứng với các biến đổi của thị trường. 9 tinh thần đồng đội và làm việc nhóm, Jack Ma tin vào sức mạnh của đồng đội và làm việc nhóm. Anh luôn khuyến khích sự hợp tác và cộng tác trong công ty để đạt được mục tiêu chung. 10. Sự đạo đức và trách nhiệm xã hội Jack Ma luôn đặt sự đạo đức và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu trong quyết định kinh doanh của mình. Anh thường tham gia vào các hoạt động từ thiện và góp phần vào phát triển cộng đồng. Những thói quen này, khi kết hợp với nhau và thực hiện một cách nhất quán, đã giúp Jack Ma và Alibaba đạt được thành công lớn và bền vững trong thị trường kinh doanh toàn cầu. Đồng thời, chúng cũng là những bài học quý báu cho những người khác muốn đạt được thành công tương tự trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Hãy cùng khám phá câu chuyện về Oprah Winfrey, một trong những người phụ nữ thành công và ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại. Câu chuyện của Oprah Winfrey là một nguồn cảm hứng lớn cho hàng triệu người trên khắp thế giới, nhờ vào những thói quen và giá trị sống mà cô áp dụng trong cuộc sống. Một, sự kiên trì và không ngừng học hỏi, Oprah Winfrey đã phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách trong cuộc đời, từ việc trưởng thành trong hoàn cảnh nghèo đói đến việc phải đối mặt với sự phân biệt và áp lực từ xã hội. Tuy nhiên, sự kiên trì và lòng yêu thích học hỏi đã giúp cô vượt qua mọi khó khăn. 2. Tạo ra giá trị cho người khác. Oprah Winfrey luôn nhìn nhận công việc của mình như là một cơ hội để tạo ra sự động viên và cảm hứng cho người khác. Chương trình trò chuyện nổi tiếng của cô, The Oprah Winfrey Show, không chỉ mang lại giải trí mà còn là một nền tảng để chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm giá trị. 3. Tinh thần sáng tạo và đổi mới. Oprah Winfrey luôn khuyến khích và động viên sự sáng tạo và đổi mới trong công việc và cuộc sống. Cô đã thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ truyền hình đến văn hóa đại chúng, nhờ vào việc luôn tìm kiếm cách tiếp cận mới và khác biệt. 4. Quản lý thời gian và tự chăm sóc bản thân. Mặc dù có một lịch trình rất bận rộn, Oprah Winfrey luôn đặt việc quản lý thời gian và chăm sóc bản thân lên hàng đầu. Cô luôn dành thời gian để thư giãn và tái tạo năng lượng, giúp cô duy trì sức khỏe tốt nhất để đối mặt với các thách thức của cuộc sống. 5. Tinh thần đồng đội và sự tôn trọng. Oprah Winfrey luôn coi trọng và tôn trọng những người làm việc cùng cô, xây dựng một môi trường làm việc tích cực và đầy đồng cảm. Sự tôn trọng và tinh thần đồng đội là những yếu tố quan trọng giúp cô và đội ngũ của mình đạt được thành công. Những thói quen và giá trị sống của Oprah Winfrey không chỉ là nguồn cảm hứng cho sự thành công cá nhân của cô, mà còn là một mô hình lý tưởng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Câu chuyện của cô là minh chứng rõ ràng cho sự quyết tâm, lòng nhân ái và sức mạnh của ý chí trong việc đạt được ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống. Tạo ra các thói quen tốt là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công bền vững. Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả để tạo ra và duy trì các thói quen tích cực. 1. Xác định mục tiêu rõ ràng. Bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được thông qua việc phát triển các thói quen mới. Mục tiêu càng rõ ràng, bạn sẽ càng dễ dàng tập trung và cam kết. 2. Chia nhỏ mục tiêu thành các bước nhỏ hơn, phân chia mục tiêu lớn thành các bước nhỏ và cụ thể hơn để dễ dàng tiếp cận và đạt được từng phần nhỏ một. 3. Bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, bắt đầu từ những thói quen nhỏ và dễ thực hiện. Sau đó dần dần mở rộng và tăng cường chúng sau khi bạn đã quen với các thói quen cơ bản. 4 thực hiện thói quen hàng ngày, điều quan trọng là duy trì sự kiên nhẫn và kiên trì để thực hiện thói quen hàng ngày. Hãy cố gắng tạo ra một lịch trình và cam kết thực hiện thói quen vào cùng một thời điểm mỗi ngày. 5. Ghi chép và theo dõi tiến độ. Ghi chép lại tiến độ của bạn và theo dõi sự tiến bộ theo thời gian. Điều này không chỉ giúp bạn giữ động lực mà còn cho phép bạn điều chỉnh và cải thiện các thói quen của mình theo cách phù hợp nhất. 6. Tạo ra môi trường ủng hộ xây dựng một môi trường ủng hộ và khích lệ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thói quen mới. Điều này có thể bao gồm việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình hoặc các nhóm cộng đồng có chung mục tiêu. 7. Thưởng cho bản thân, đặt những phần thưởng nhỏ cho bản thân sau mỗi bước tiến hoặc mỗi mục tiêu đã đạt được. Điều này giúp tạo động lực và làm cho quá trình phát triển thói quen trở nên thú vị hơn. 8. Thực hiện lại và duy trì, duy trì sự kiên nhẫn và kiên trì khi bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện thói quen mới. Nhớ rằng việc tạo ra và duy trì một thói quen mới có thể mất thời gian và nỗ lực, nhưng sẽ đem lại lợi ích lớn trong dài hạn. Bằng cách áp dụng những phương pháp trên một cách nhất quán và kiên định, bạn có thể tạo ra và duy trì các thói quen tích cực để đạt được thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Để bổ sung thêm vào các phương pháp tạo ra thói quen tốt, hãy xem xét các điểm sau đây. 9. Tập trung và tiến triển. Không phải là sự hoàn hảo, thỉnh thoảng, bạn có thể gặp khó khăn trong việc duy trì thói quen mới. Quan trọng là tập trung vào sự tiến triển của bạn thay vì việc đạt được một kết quả hoàn hảo ngay từ đầu. Dần dần, thói quen sẽ trở nên tự nhiên hơn. 10. Sử dụng kỹ thuật trigger, tạo ra các trigger hoặc tín hiệu nhắc nhở để khởi động thói quen mới. Ví dụ, nếu bạn muốn tập thể dục hàng ngày, hãy đặt một bộ quần áo thể thao ở nơi nhìn thấy mỗi sáng. 11. Sử dụng kỹ thuật habit stacking, kết hợp thói quen mới với các thói quen hiện có của bạn để dễ dàng hơn trong việc hình thành một chuỗi các thói quen. Ví dụ, sau khi đánh răng vào buổi sáng, bạn có thể ngay lập tức làm một ít thể dục nhẹ. 12. Thực hiện thói quen trước khi thưởng. Sử dụng việc thường nhỏ cho bản thân là một cách để khuyến khích việc duy trì thói quen. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thưởng không nên là điều kiện để thực hiện thói quen, mà chỉ là một phần khích lệ. 13. Hợp nhất thói quen vào cuộc sống hàng ngày. Đừng coi thói quen mới là một nhiệm vụ cụ thể. Thay vào đó, hãy tích hợp chúng vào cuộc sống hàng ngày của bạn một cách tự nhiên. Điều này giúp thói quen trở thành một phần không thể thiếu của lối sống của bạn. 14. Cân nhắc việc sử dụng công nghệ, có nhiều ứng dụng và công cụ có thể hỗ trợ bạn trong việc phát triển thói quen mới, như ứng dụng theo dõi thói quen, nhắc nhở và hướng dẫn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc thực hiện thói quen vẫn phụ thuộc vào ý chí và quyết tâm của bạn. Bằng cách kết hợp các phương pháp này với nhau, bạn có thể tạo ra và duy trì các thói quen tích cực một cách hiệu quả và bền vững. Hãy nhớ rằng việc thực hiện các thay đổi nhỏ và kiên nhẫn trong quá trình hình thành thói quen mới sẽ mang lại những kết quả lớn trong dài hạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng sói giả tri thức trong video này. Chúng tôi hy vọng rằng nội dung đã mang lại cho quý vị những thông tin hữu ích và cảm hứng. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn và chúc quý vị một ngày tuyệt vời. Tiếp tục với câu chuyện thành công khác. Câu chuyện thành công của Mark Zuckerberg, người sáng lập và CEO của Facebook, là một trong những ví dụ đầy cảm hứng về việc xây dựng một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Dưới đây là một số điểm nổi bật trong hành trình thành công của Zuckerberg. 1. Tính sáng tạo và đổi mới. Mark Zuckerberg đã thể hiện sự sáng tạo và khả năng đổi mới khi sáng lập Facebook từ khi còn là sinh viên Đại học Harvard. Ý tưởng tạo ra một mạng xã hội kết nối mọi người đã trở thành một đột phá lớn và làm thay đổi cách mà con người tương tác trực tuyến. 2 kiên nhẫn và quyết tâm, Zuckerberg đã phải đối mặt với nhiều thách thức và phản đối trong quá trình phát triển Facebook. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn và quyết tâm của anh đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục phát triển công ty của mình. 3. Tập trung vào người dùng Một trong những yếu tố quan trọng giúp Facebook thành công là sự tập trung vào nhu cầu và mong muốn của người dùng. Zuckerberg luôn nhìn nhận Facebook như một công cụ để kết nối và chia sẻ thông tin và đặt sự hài lòng của người dùng lên hàng đầu. 4 tinh thần khởi nghiệp và chấp nhận rủi ro, Zuckerberg đã dám dẫn thân vào lĩnh vực công nghệ mà không có đảm bảo về thành công. Anh đã dám chấp nhận rủi ro và đầu tư hết mình vào ý tưởng của mình, điều mà cuối cùng đã trở thành một cú hít lớn. 5. Xây dựng một đội ngũ xuất sắc. Zuckerberg đã tạo ra một môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự sáng tạo trong công ty của mình. Việc xây dựng một đội ngũ đầy tài năng và đam mê đã đóng góp không ít vào thành công của Facebook. 6. Tính bền vững và phát triển Zuckerberg không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một mạng xã hội lớn mà còn liên tục phát triển và mở rộng ứng dụng của Facebook. Từ việc mua lại các công ty công nghệ khác đến phát triển các dịch vụ mới như Instagram và WhatsApp, Facebook liên tục thích nghi và mở rộng để duy trì vị thế của mình trong thị trường công nghệ. Câu chuyện thành công của Mark Zuckerberg không chỉ là câu chuyện về một người sáng lập công ty thành công mà còn là câu chuyện về quyết tâm, sự sáng tạo và khả năng thích nghi trong một thế giới công nghệ đang thay đổi liên tục. 7 tính nhạy bén và linh hoạt trong chiến lược kinh doanh. Mark Zuckerberg đã thể hiện khả năng nhìn xa và linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh của Facebook để đáp ứng với các thay đổi trong thị trường và nhu cầu của người dùng. Ví dụ, sau khi nhận ra tiềm năng của di động, Facebook đã tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển ứng dụng di động và quảng cáo trên di động, giúp tăng doanh thu và tạo ra một nguồn thu nhập mới. 8. Cam kết với trách nhiệm xã hội Mark Zuckerberg đã thể hiện sự cam kết với trách nhiệm xã hội bằng cách sử dụng tài sản cá nhân và tài nguyên của Facebook để hỗ trợ các hoạt động từ thiện và các dự án xã hội. Đồng thời, anh cũng đã cam kết với việc xử lý các vấn đề như an ninh mạng, quyền riêng tư và thảo luận công bằng trên nền tảng của mình. 9. Sự học hỏi và sự phát triển liên tục. Mark Zuckerberg luôn coi việc học hỏi và phát triển bản thân là một ưu tiên hàng đầu. Anh không ngừng nỗ lực để cải thiện kỹ năng lãnh đạo hiểu biết về công nghệ và cách quản lý doanh nghiệp để đảm bảo sự thành công và bền vững của Facebook. 10. Tầm nhìn dài hạn và mục tiêu lớn, Mark Zuckerberg không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới và đặt ra những mục tiêu lớn cho tương lai của Facebook. Tầm nhìn dài hạn của anh không chỉ là xây dựng một mạng xã hội lớn mà còn là tạo ra một thế giới kết nối mọi người và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng và xã hội. Tổng thể, câu chuyện thành công của Mark Zuckerberg là một hành trình của sự kiên nhẫn, sáng tạo và cam kết mang lại không chỉ cho anh mà còn cho hàng tỷ người dùng trên khắp thế giới một mạng xã hội có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi video của sói già tri thức chúng tôi hy vọng rằng nội dung đã mang lại cho quý vị những kiến thức bổ ích và cảm hứng đừng quên nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn và chúc quý vị một ngày vui vẻ và ý nghĩa